Có một chuyện khá buồn đó là em bé của em được 3 ngày thì em bé mất ạ. Mẹ cứ bảo là cố lạc quan không sao hết, em nó không có duyên, ắt không có duyên với mình thì nó không ở. Kế hoạch thì mẹ cũng nói là hai đứa còn trẻ rồi cứ dưỡng sức khỏe đi rồi từ từ mình sinh tiếp cũng được, không có sao hết. Thì tụi em cũng cố gắng lạc quan vui vẻ. Hai đứa này nó nghịch lắm Có đó. nhiều lúc xong hai vợ chồng ấy, em đánh chồng kêu tét tét thiệt to, đánh thiệt mạnh lên, xong em vừa đánh em vừa kêu mẹ ơi Mon đánh con, mẹ ơi Mon đánh con. Xong mẹ nghe đánh xong mẹ chạy qua mẹ mở cửa ra xong mẹ la chồng xối xả, nhưng mà mẹ không biết là em đánh chồng em, xong em kêu là mẹ ơi. Kính thưa chương trình, chào hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Chào khán giả, tôi tên là Trần Thị Khánh Trang. Năm nay là 56 tuổi và cũng đến từ thành phố Nha Trang. Khánh Hòa đó cô hả? Dạ, Trang Khánh Hòa. Xin mời chị. Con chào chú Quyền Linh, chị Lê Lộc và toàn bộ các khán giả ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Quỳnh, năm nay em 21 tuổi. Dạ, công việc của em cũng là kinh doanh cùng mẹ. Và em đã làm dâu của mẹ 1 năm 9 ngày rồi ạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu còn quá trẻ này đó thì cô ấn tượng điều gì? Nói đúng ra cô dâu này quá trẻ. Thì khi mà đi chùa thì cũng đã gặp rồi. Xong mà cách một thời gian thì con trai nó nói là mẹ con có bạn rồi. Xong rồi nói là bạn hôm bữa đi chùa gặp mẹ. Xong rồi nói thôi không được, nhỏ lắm, mấy đứa con là còn học mà bạn con cũng còn học. Xong rồi con trai nói nó xin phép quá. Xong rồi nói thôi được rồi, cứ dẫn về đây mẹ coi. Cái này về nói trời ơi, bữa thấy sơ sơ thôi, bây giờ thấy nhỏ con quá. Con trai á, của tôi á là 70 cân nặng á, là 90 kg mà 1m7, mà nhìn con dâu nhỏ quá. Xong rồi thấy thôi cứ con cứ vô nhà đi, tụi con vô nhà ăn cơm ăn nước rồi đi. Thấy dâu mặt cũng phúc hậu, lùn lùn mà mập mập cũng giống mẹ. Mà ai cũng nói sao thấy con bé nó tới chơi sao giống giống bà, như là con bà, chứ đâu phải là ai nói là bạn gì của nó. Sao tôi giống không biết, mới tới chơi mà sao tôi thấy giống bà. Xong rồi cái lúc nó nói thôi thấy cũng cũng có cảm tình. Nhờ giống bà có cảm tình. Còn em khi mà lần đầu tiên gặp mẹ em có cảm giác gì không? Ấn tượng coi như là đầu tiên đó là lúc chồng em dẫn em về nhà ăn cơm. Em vào nhà em cũng ngại lắm, do là ba và chị á rất là điềm tĩnh và ít nói, nhưng mà ngược lại thì mẹ thì rất là vui tính, mẹ rất là xì tin, mẹ bóc váy 2 giây. Mẹ nói chuyện rất là niềm nở nên em cũng đỡ lo và lại thấy thoải mái hơn. Sau đó về làm dâu thì thấy mẹ khó không? Không khó tí nào hết luôn á, còn dễ hơn ở nhà 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 trà đẻ nữa. Em nấu ăn dở. Nấu ăn dở hả? Nấu ăn dở mà mẹ thì nấu rất là ngon. Mẹ cũng chả bao giờ là bắt con phải học, mẹ chỉ cần là thôi con nấu để mẹ nấu cho, xong chỉ cần đứng bên xem mẹ thôi. Nhưng mà bữa nào mà em nấu á thì mẹ sẽ nói với cả gia đình là hôm nay bé nấu á nha, cả nhà ăn rất là nhiều và cố ăn hết, tấm tét khen ngon luôn. Mà em biết là em nấu dở hơn mẹ nhiều. Tại lệnh của mẹ đó. Hai mẹ con có hợp nhau điều gì không cô? Thật sự là hai mẹ con cũng có hợp thì nhiều hơn là không hợp. Shopping hoặc là đi có một cái thì nhà ở gần biển á, là lúc đó là con dâu về là có bầu liền. Xong rồi cái đi tắm biển mấy tháng, lúc mà 5 tháng, 6 tháng á, xong rồi mới nói thôi con đi tắm biển đi. Lúc đó là bầu lùn á, cho nên cái bầu mất cái mấy tháng mà nó bự lắm. Xong rồi cái nói thôi con đi đi. Vậy á, mà cứ đi miết cho đến khi gần sinh cũng đi luôn. Mà nói mẹ con chỉ thích mặc bikini à, bầu bự vậy mà mặc bikini luôn. Cô sao mặc không cô? Mặc luôn. Xong rồi cái nói là con á, là con ba một ta 100 kg là mẹ biết, còn một phao thôi. Mà con dâu nó không, mẹ ơi sao một phao con chìm, con chìm mà cứ sợ à. Nó mẹ bực bội quá, mẹ nói con cứ bơi thử cũng không, cho nên là làm 2 phao luôn, chơi 2 phao một lúc luôn, ai cũng nhìn hết, vừa bụng bầu bự
mà chơi một lúc hai phao luôn. Trời ơi, xuống biển hả, ai hết đúng 6 giờ là ai cũng nhìn hai mẹ con bà bầu sắp xuống à. Có một cái là không có gọn gàng trong cái phòng á, coi như là hai vợ chồng cứ mẹ vô nói mẹ sáng nay á, là mẹ được nghỉ, mẹ quét trong phòng con á, nhiều rác này á nha, nhiều rác lắm á. Vậy mà cũng bữa sau rồi cũng không có sửa trổi, hai đứa còn nhỏ quá. Có một cái á, là nấu ăn á, thì mấy bữa về nói á, thì sửa đổi, nấu ngon. Còn cái dọn dẹp nhà cửa thì sự ra là cũng đang còn nhỏ quá. Yeah. Rồi nghĩ thôi, nghĩ cũng như con mình vậy thôi à. Chứ giờ thôi con nó dọn mình mở cửa mình vô mình dọn sạch sẽ rồi. Về nói rồi đó, hôm nay nhìn thấy nhà cửa sạch không? Xong rồi nói có cô tiên nào vô đó nha. Cô tiên mẹ chứ cô tiên nào. Rồi việc chăm sóc em bé ở nhà hai mẹ con mình có hợp không em? Thực chất thì mẹ chăm em rất là kỹ. Có một chuyện khá buồn đó là em bé của em được 3 ngày thì em bé mất ạ. Mẹ cứ bảo là cố lạc quan không sao hết à, em nó không có duyên, ắt không có duyên với mình thì nó không ở. Kế hoạch thì mẹ cũng nói là hai đứa còn trẻ rồi cứ dưỡng sức khỏe đi rồi từ từ mình sinh tiếp cũng được, không có sao hết. Tụi em cũng cố gắng lạc quan vui vẻ. Nói chung là cả gia đình cũng cố gắng vượt qua. Một phần là nhờ mẹ lúc nào cũng động viên này thế kia nên tụi em cũng đỡ. Xin chia sẻ nỗi buồn đó với gia đình ha. Hai mẹ con có gì vui trong gia đình nào kể nghe. Vui ạ? Vui đó, vui thì nhiều lắm. Có một câu chuyện đó là bữa đó gia đình rất là thích xem đá banh. Xong lúc đó bụng bầu con cũng to rồi, xong cả nhà đi xem đá banh. Lúc đó đường rất là đông mà chồng lái xe xong có cái khúc mà chuẩn bị vào thì xe đông quá nên mẹ và chồng cũng có nói qua nói lại. Đi vào trong sân banh ấy, thì chồng rắc tay con vậy. Xong mẹ đang giận chồng, xong mẹ rắc tay, mẹ kéo qua lại. Xong mẹ kêu, đi qua đây này con, đừng có đi với nó. Xong chồng mẹ rắc lại, xong kêu là vợ con chứ vợ mẹ. Rất là nhiều vui. Xong rồi lúc có thai lớn đi vào Sài Gòn khám, xong kêu là thôi à, con mẹ mới nói với chồng là con ở nhà làm đi để mẹ đưa bé đi. Xong chồng lại kêu là cho con đi nữa. Xong mẹ lại cũng kêu là không được, bây giờ con đi á thì ai ở nhà làm. Chồng không biết nói sao mà hồi lại kêu là vợ con chứ vợ mẹ à. Xong cứ giành qua giành lại nhau đi ấy. Nhà mình còn có câu chuyện nào vui nữa không cô, mà cô nhớ nhất? Thì bé là ở trên Gia Lai. Dạ. Thì ở nhà thì ủng hộ cho đội của Katoko Khánh Hòa. Dạ. Thì hai bên ở Minh Lòng mà Gia Lai, mà Hoàng Anh Gia Lai vô á, là bé này nó la. Là chồng kêu có gì đâu vui là đó. Mà mỗi lần ở bên này mà bên Khánh Hòa mà vô á, là bên này la có gì đâu vui là. Rồi thứ hai bên cứ như vậy. Thực sự ra là bé này là có một cái, hai vợ chồng còn nhỏ quá. Hơn chút mà tối phải nói á, giờ rồi đây mẹ cũng nói cho con luôn là đang chuẩn bị coi như là nằm vậy đó. Mẹ ơi mẹ, là hai vợ chồng hay xung đột, cứ chọc qua chọc lại. Mà chồng thì hay nhay, chồng là cứ chọc sao mà cho vợ nổi tức lên là mới chịu. Là vợ coi như là tức quá là bắt đầu á, chạy lên mét. Mét tưởng đâu hai đứa nó là bị là chuyện gì không à. Đó chế ra lên cười hè hè không. Con lên con vợ. Chồng con nhay quá, con lên con làm cho mẹ la. Cho la luôn. Đó, hai đứa này nó nghịch lắm. Có đó. Nhiều lúc xong hai vợ chồng ấy, em đánh chồng kêu tét tét thịt to, đánh thịt mạnh lên. Xong em vừa đánh em vừa kêu mẹ ơi mon đánh con, mẹ ơi mon đánh con. Xong mẹ nghe đánh, xong mẹ chạy qua, mẹ mở cửa ra, xong mẹ la chồng xối xả. Nhưng mà mẹ không biết là em đánh chồng em, xong em kêu là mẹ ơi mon đánh con. Mình có hay làm những món quà bất ngờ dành cho mẹ không? Ít lắm chị, toàn là mẹ thôi. Cứ đi đâu về thấy mẹ để quà đó là biết mẹ mua rồi đấy. Đi đâu về thấy mẹ để quà là biết mẹ mua. Đến sinh nhật hay gì nó mẹ ơi mẹ thích cái gì con mua. Mẹ kêu là
Mẹ không cần gì hết á. Mẹ thấy hai đứa hạnh phúc là điều mẹ, đó là món quà lớn nhất của mẹ rồi. Xong hai đứa cũng chẳng mua gì hết. Lâu lâu á nên mua món quà tặng mẹ nha. Dạ. Có nhớ ngày sinh nhật của mẹ không? Dạ có. Rồi hôm nay thì chồng con có viết lá thư ha. Đây chú Linh đọc. Chú là người đưa thư mà. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Mình tên là Minh Hoàng, con trai của mẹ Khánh Trang và chồng của Quỳnh. Giới thiệu gọn ha. Vợ chồng mình từ khi lấy nhau đã sống chung với mẹ. Bởi vì hai vợ chồng còn quá trẻ nên sống với mẹ để mẹ kềm cặp, chỉ bảo, thậm chí chỉ từng ly từng tí cho vợ. Trong quá trình chung sống, dĩ nhiên cũng phải có lúc mẹ con vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Ví dụ như vợ rất thích nuôi chó, nhưng mẹ thì không muốn vì sợ sáng chó ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ. Nhất là vợ vừa sinh không bao lâu, sức khỏe, sức đề kháng còn yếu, mình đứng giữa cũng khó xử. Nhưng vợ chồng vẫn quyết định làm theo lời mẹ để mẹ vui, và vợ cũng không phàn nàn gì. Sau đó thì vợ hiểu mẹ vì lo cho vợ. Mình chỉ mong rằng mẹ có sức khỏe thật tốt để ở bên cạnh vợ chồng mình. Về vợ cũng mong vợ ăn uống bồi bổ, có sức khỏe và sinh cho mình một em bé, cho mẹ một đứa cháu nội. Mình cảm ơn chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, một chương trình mà mình nghĩ rất nhân văn và giàu tình người. Hôm nay rất vui thấy mẹ cùng với vợ tham gia chương trình. Con của mẹ, chồng của em, Minh Hoàng. Nhưng mà bộ con thích nuôi chó lắm hả? Dạ vâng, cho mới gần đây mẹ cũng mua cho con một con chó rồi. Oh. Mẹ chồng chiều con dâu quá trời. Mẹ cấm thì cấm mà cuối cùng vẫn mua. Sợ dâu nó buồn hả cô? Buồn với lại nói đúng ra thì chó thì cũng sợ như vậy. Nó mà chó mèo mẹ cũng thích lắm. Nhưng mà mình phải về mình kiểm tra coi thử là an toàn rồi á thì con nuôi. Yeah. Thấy ai cho cũng đem về, ai cho cũng đem về. Thấy chung quanh là bị cái sáng rồi đó, cho nên cũng sợ. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Hôm nay thì trong cái cuộc vui này, cô cũng muốn dặn dò và muốn con dâu mình thay đổi điều gì không? Nói đi con dâu nghe. Trong cái cuộc vui này thì mẹ là cũng muốn con bớt nóng lại một chút. Hồi bữa giờ là mẹ nói con là tức như là có cái tật là mỗi lần mà hai vợ chồng xung đột rất là thích thách thức. Thế là chồng không thích thách thì con không được khách nữa. Thì con phải dọn dẹp nhà cửa là cho bên, đừng có nhà cửa thì mẹ cũng dọn rồi, nhưng mà trong phòng của con á cho nó gọn gàng lại. Đó, vậy thôi. Không mẹ không có một cái gì mà nhiều đối với con hết á, như đó. Em có điều gì muốn nói với mẹ? Dạ, em muốn nói với mẹ là mẹ thì mẹ lúc nào mẹ cũng kêu em là có cái chuyện gì này buồn hay là có cái gì phải chia sẻ cho mẹ. Nhưng mà mẹ có cái gì buồn hay là áp lực mẹ không bao giờ mẹ nói hết á. Em chỉ mong là mẹ có gì buồn mẹ đã coi con như là con gái, mẹ hãy chia sẻ cho con để con có thêm kinh nghiệm. Tụi con cứ muốn nhỏ mãi như vậy để được có mẹ kề bên như vậy, tụi con sẽ cố gắng trưởng thành hơn. Nhưng mà con xin là mẹ hãy cố giữ sức khỏe cho mình để mãi mãi ở bên tụi con. Mỗi ngày chúng ta ôm nhau một vài lần như thế nha. Cảm ơn gia đình đã đến tham gia và gửi tặng một kỷ niệm để nhớ chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu.